Trước đó thì từ ngày 25 tháng 8, thành phố Đà Nẵng đã cho mở lại lò mổ Đà Sơn và một lò mổ tư nhân để giải quyết thiếu hụt nguồn cung thịt cho người dân. Thưa quý vị, Đà Nẵng quyết định kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt về phòng chống dịch COVID-19 với yêu cầu ai ở đâu thì ở đó đến 8 giờ ngày 5 tháng 9. Một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu ảnh hưởng trực tiếp đến người dân đó là việc đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, thành phố đã thống nhất cho phép các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, doanh nghiệp phân phối được bố trí tối đa 100% số người làm việc, cho phép shipper được hoạt động với điều kiện đảm bảo các quy định phòng chống dịch. Để tăng lượng cung thịt tươi sống cho người dân thành phố, lò mổ Đà Sơn đã được thành phố cho phép hoạt động trở lại với hình thức làm việc 3 tại chỗ. Một giải pháp quan trọng nữa là thành phố cho phép mở lại hoạt động một số chợ truyền thống vào ngày mai. Thì dự kiến là ngày mai, ngày 27 tháng 8, thì sẽ mở lại chợ Hàng và chợ An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Thì các cái điều kiện để mở lại chợ thì phải tuân theo cái công văn số 4278 của Bộ Công Thương về việc mở lại chợ truyền thống sau khi thời gian là tạm đóng cửa phòng dịch, và phải thực hiện công văn 5858 của Bộ Y tế về các cái điều kiện về phòng chống dịch của chợ. Thì ngoài ra thì thành phố cũng có những cái quy định riêng của thành phố để đảm bảo công tác phòng chống dịch khi mở lại chợ truyền thống. Sau ngày 28 tháng 8 thì tiếp tục sẽ mở lại chợ cầu. Sau ngày 28 tháng 8 thì tùy theo tình hình dịch tễ, kết quả phòng chống dịch của các quận huyện, thì các quận huyện chủ động cho mở thêm một số chợ truyền thống trên địa bàn quận huyện. Theo đó, các chợ truyền thống được mở cửa trở lại chỉ bán lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu, sẽ ưu tiên mở chợ tại các vùng vàng có nguy cơ ít và vùng xanh. Các tiểu thương tham gia bán ở chợ là người sinh sống tại khu vực đó. Mỗi mặt hàng không quá 30% tiểu thương tham gia bán, đảm bảo khoảng cách 5-7 mét giữa các quầy hàng, thực hiện khử khuẩn chợ trước khi hoạt động lại. 100% nhân viên, ban quản lý chợ, người lao động tiểu thương buôn bán tại chợ đã được tiêm một mũi vaccine, xét nghiệm thực hiện nghiêm 5K và mang tính chắn giọt bắn. Có kết quả xét nghiệm ít nhất 2 lần âm tính và thực hiện xét nghiệm 3 ngày một lần bằng phương pháp real-time PCR. Người mua hàng tại các chợ là thành viên của ban điều hành khu dân cư và chợ chỉ hoạt động ở một khung giờ nhất định. Tùy theo tình hình dịch tễ, thành phố cũng sẽ tính toán mở lại cảng cá Thọ Quang và chợ đầu mối Hòa Cường. Và theo Sở Công Thương thành phố, hiện tại, tuy chợ đầu mối Hòa Cường chưa hoạt động trở lại, nhưng các tiểu thương của chợ vẫn mua bán cung ứng hàng hóa trực tiếp đến các chợ và cơ sở cung ứng với số lượng từ 100 đến 200 tấn một ngày. Hiện nay thì Sở Công Thương đã kết nối được với lại những cái tiểu thương lớn ấy, tiểu thương đầu mối của chợ đầu mối Hòa Cường. Mặc dù không khôi phục lại chợ bởi vì để phòng chống dịch, nhưng mà cái lượng tiểu thương của một số tiểu thương đầu mối này một ngày là có thể cung ứng cho thành phố khoảng được 100 tấn đến 200 tấn rau củ quả. Cho nên là khi các chợ truyền thống phục hồi lại thì các tiểu thương của các chợ truyền thống sẽ chủ động liên hệ với lại các tiểu thương đầu mối. Thì thông tin về các tiểu thương đầu mối này thì Sở Công Thương cũng đã công khai trên các kênh của thành phố, quận huyện và các xã phường. Cùng với đó, các địa phương sẽ cho phép mở tạp hóa khu vực rộng rãi thông thoáng để đa dạng thêm nguồn cung ứng hàng hóa. Thành phố Đà Nẵng cũng đang kết nối phối hợp với các đơn vị để tổ chức bán hàng lưu động, tổ chức mua và phân phối 50.000 suất hàng hóa thiết yếu đến các quận huyện để hỗ trợ cho các hộ dân khó khăn, huy động bổ sung lực lượng để hỗ trợ ban điều hành khu dân cư trong việc mua sắm lương thực thực phẩm cho người dân. Và dự kiến, từ ngày 28 tháng 8, Công an thành phố sẽ huy động 30 container và phối hợp với lực lượng quân sự và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện triển khai hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu bình ổn giá cho nhân dân toàn thành phố tại 30 phường trên địa bàn thành phố.